Hello con. Chào cô. Ok, hôm nay mình sẽ có một bài kiểm tra Minh Châu nhá. Rồi, nào, Minh Châu chuẩn bị giấy bút các thứ cho cô chưa nào? Rồi. Rồi, ok. Mình vẫn làm như lần trước nhá, thì mình sẽ ghi đáp án giấy cho cô. Sau đó thì mẹ sẽ gửi bài cho cô để cô sẽ xem bài nhá. Rồi. Đây, test 3. Ok, starters. Test 3, code 1. Đó. Vậy thì mình sẽ đợi cô xem một chút nào. Chị Châu ơi, xong chưa? Names or numbers. Bài nghe này thì mình cũng sẽ viết từ 1 đến mấy nhỉ? Để cô xem nào. 1 đến 5. Ok. Top 2 này mình. Test 2. Bây giờ con muốn mình sẽ làm bài như nào nhỉ? Con muốn mình sẽ trình bày bài này như nào? Không biết hả? Cô bảo này, thế mình vẫn sẽ làm như lần trước đi. Làm như lần trước nhá, thì cô Minh Châu đây rồi. Ví dụ đi, đây là cái bài test mới tinh của mình nhá, chưa có một chữ gì này. Thì con sẽ ghi vào giấy cho cô đúng như này. Đây, cô viết 1 nào, điền cho cô chưa? Ghi cho cô như này chưa nào? Là gì? À, ví dụ nhá. Con ghi xong cái chữ listening chưa? Rồi cô bảo tiếp. Rồi đúng không? Thì cái bài tập của mình nó sẽ có để bài đầu tiên như này là task 1 listening này, sau mình sẽ ghi là task 1. Đó, bài tập 1 mình ghi là task 1 thì cô sẽ chỉ ghi là task 1 ở trong cái mẫu của cô thôi. Task 1 từ từ. Task 1 tức là bài tập 1 ấy thì cô sẽ chỉ ghi là task 1 thôi, còn đâu con sẽ ghi các cái đáp án nhá. Ví dụ sau cái task 1 này là bài 1 này thì mình phải ghi đáp án của bài 1 đúng không? Đúng không? Mình ghi đáp án của bài 1 ra đúng không? Thì bài 1 mình có tất cả 5 câu hỏi từ 1 đến 5. Như này nhá. Thì con nghe câu nào thì con sẽ ghi vào đấy. Ví dụ con nghe được là what is the monster name này, là câu 1 thì con sẽ ghi là gì đấy? 1 chấm. Cái monster name là gì? 1 phẩy này. Monster name ấy là Amy chẳng hạn. Đó. Xong khi câu 2 nghe được là gì thì con ghi xuống đây. ABC gì đó. Con hiểu chưa? Cho đến thứ 5 là hết 5 câu hỏi. Nhá. Sau mình sẽ đến task 2. Task 2 thì mình cũng sẽ làm như thế. Mình sẽ cái task 2 của mình thì mình cũng sẽ xem là mình có bao nhiêu câu thì mình sẽ ghi xuống để bấy nhiêu câu. Ví dụ có một đáp án là gì? Có một đáp án là A chẳng hạn thì con ghi là 1A. Đó, 2B chẳng hạn, 3C. Đó, con hiểu không? Rồi, còn phần 2, reading and writing.
Đợi cô một tí, đợi cô. Mình xong mình sẽ học cách này để những lần sau mình cũng không cần phải hướng dẫn Minh Châu nữa nhá. Nào, chat 2. Hãy ghi như thế. 1 là gì? 2 là gì? 3 là gì? 4 là gì? 5 là gì? Mình điền đáp án ở bên cạnh này cho cô. Tiếp theo là phần gì đây? 2. Hai đấy. Reading. Thôi không cần phải ghi cái này luôn cũng được. Mà thôi cứ ghi reading. Đó. Thì mỗi từng người mỗi một cái bài này mình lại có một bài khác. Thì mình có task 3. Ok, được chưa con? Cô chia sẻ màn hình nhá. Để cô chia sẻ màn hình. Đó. Thì tức là cô đang dạy Minh Châu làm gì đây? Cô đang dạy Minh Châu là cách trình bày bài nhá. Tức là con chỉ cần làm sao đây, ghi cái đề mục của cái bài đấy, bài listening, ghi đầu con listening, ghi tên bài, con ghi tên bài, dùng bài 1 thì con ghi là bài 1, xong con ghi gì đấy, những cái đáp án ra, đáp án gì. Ở cái task mấy con nhìn vào cái ảnh này, cô bảo này, nhìn màn hình của cô này. Ở cái task 3 này thì mình sẽ có một cái là điền từ. Cái điền từ này thì mình học nhiều rồi đúng không Minh Châu? Thì con điền gì thì con sẽ điền, ví dụ nhá, ứng với cái số này, cái ô đầu tiên cần điền này là số 1 này, thì con sẽ ghi cho cô là 1 là cái gì, thì mình điền là gì đấy, thì con ghi là 1 phẩy đấy 2. Con lại ghi trên người ta dạy ở trên cái ghi nhá. Task 4. Task 4 cũng thế. Và speaking thì cô sẽ tự test cho con ấy, con mình sẽ không cần phải. Rồi thì cũng vậy. Task 4 thì mình sẽ vẫn là ghi đáp án thôi, tức là đây là cách cô cho con ghi đáp án. Đó. Nó con đã hiểu cách ghi đáp án chưa? Để cô cho kiểm tra nào. Rồi thì cô cho kiểm tra luôn nhá. Mạng lắc thế nhỉ? Rồi, con chuẩn bị sẵn sàng thế nào để cô cho kiểm tra nào. Cô cho kiểm tra nhá. Ok. Let's start. Nào, bài kiểm tra này cô sẽ đấy nhá. Nào, code 1. Đó. Mình sẽ có listening. Listening thì listening thì như những bài trước cô sẽ cho Minh Châu nghe 2 lần nhá. Được. Yeah. Đó. Task 1 này, read a question. Listen and write a name or a number. There are two examples. Đó. Đây là hai ví dụ này. Mình sẽ viết tên hoặc là viết số vào đây nhá. Được. Và trong cái đáp án nhá. Nào. Câu đầu tiên nào. À, bài đầu tiên nào. Đó, đáp án câu 1 là gì thì con ghi ra, đáp án câu 2 là gì thì con ghi ra nhá. One. Has Bill's monster got a name? Yes.
Its face is ugly. Oh, how do you spell that name? Ugly. You spell it U-G-L-Y. Bill's got lots of drawings of monsters. He puts them on his bedroom wall. How many drawings of monsters has he got? 15. Pardon? 15. Wow. Three. Does Bill have drawing lessons at school? Yes, he does. What's his teacher's name? Mrs. Rice. You spell her name. R-I-C-E. Do you know Mrs. Rice? No, I don't. Four. Are there lots of children in Bill's class? Yes. There are 20 boys in his class. 20 boys? Are there girls too? No. There are no girls at Bill's school. Five. So, which school does Bill go to? He goes to Park School. Park School? P-A-R-K? Yes. Bill loves his school, and drawing is his favourite lesson. Well, that's great. Now listen to part 2 again. Nào, bây giờ mình sẽ nghe lại một lần nữa con nhá. Vâng. Ok. Làm được nhiều chưa con? Làm được nhiều chưa? Nghe này. One. Has Bill's monster got a name? Yes. Its name is Ugly. Oh, how do you spell that name? Ugly. You spell it U-G-L-Y. Two. Bill's got lots of drawings of monsters. He puts them on his bedroom wall. How many drawings of monsters has he got? 15. Pardon? 15. Wow. Three. Does Bill have drawing lessons at school? Yes, he does. What's his teacher's name? Mrs. Rice. You spell her name. R-I-C-E. Do you know Mrs. Rice? No, I don't. Four. Are there lots of children in Bill's class? Yes. There are 20 boys in his class. 20 boys? Are there girls too? No. There are no girls at Bill's school. Five. So, which school does Bill go to? He goes to Park School. Park School? P-A-R-K? Yes. Bill loves his school, and drawing is his favourite lesson. Well, that's great.
Okay. That is the end of part two. Okay, con. Cô sẽ chuyển sang phần tiếp theo nhé. Task two. Can and take the box. Bạn này mình làm nhiều rồi đúng không con? Vâng. Rồi, nghe và mình đến đáp án của cô nào. Bắt đầu nhé. One. What can Tom have for dinner? Can we have fish and chips for dinner today, Mom? Not today, Tom, but we've got sausages. You like those. Can we have tomatoes and peas with them? Yes, we can. Okay, cô cho nghe một lần nữa nhé. Cô nghe một lần nữa không nào? Có. One. What can Tom have for dinner? Can we have fish and chips for dinner today, Mom? Not today, Tom, but we've got sausages. You like those. Can we have tomatoes and peas with them? Yes, we can. Nào, cô cho nghe câu thích câu thứ hai nhá. Dạ, con vẫn chưa đi được câu thứ một. Nào, thì cô cho nghe một lần nữa nhá. Nói một lần nữa này. One. What can Tom have for dinner? Can we have fish and chips for dinner today, Mom? Not today, Tom, but we've got sausages. You like those. Can we have tomatoes and peas with them? Yes, we can. Okay. Thế được rồi. Không nghe được thì mình cứ không cần mình cứ kệ nó nhá. Mình nghe câu 2 nhá. Nghe câu 2 con chứ? Vâng. Ừ. Two. Where's Anna? Where's Anna, Dad? Is she in the garden? No, she isn't. She's sleeping. Shh. In her bedroom? No, in the living room, in the armchair. Let's listen again. Two. Where's Anna? Where's Anna, Dad? Is she in the garden? No, she isn't. She's sleeping. Shh. In her bedroom? No, in the living room, in the armchair. Okay. Ok, cô cho nghe tiếp nhá. Cô thử tiếp theo nhá. Con có rồi. Ok. Number 3 này. Three. Which is May's mouse? Is that your mouse, May? The one with gray ears? No, my mouse has got a gray tail, but his ears are white. The one with the gray body, too? No, it's got a white body. Look, it's that one. Okay, có con Minh Châu con nghe một lần nữa không con? Đó. À, lần cuối nha. Cô cho nghe lần cuối nào. Three. Which is May's mouse? Is that your mouse, May? The one with gray ears? No, my mouse has got a gray tail, but his ears are white. The one with the gray body, too? No, it's got a white body.
Look, it's that one. Okay. Okay, chưa con? Rồi, cô cho nghe câu 4 nhá. Vâng. Rồi, ok. 4. Which sport is Ben doing today? Is Ben playing hockey today? Not today. He's playing baseball with his friends. Oh. What's your favorite sport, Grandpa? I love badminton. It's great. One more time, yeah? One more time, ne. Which sport is Ben doing today? Is Ben playing hockey today? Not today. He's playing baseball with his friends. Oh, what's your favorite sport, Grandpa? I love badminton. It's great. Okay, cô cho nghe câu 5 nhá. Five. What's Alex doing now? What's Alex doing, Mom? Is he riding his bike? No, he's in his bedroom. Is he drawing pictures again? No, he's playing his new computer game. Ok, cô sẽ sang phần tiếp theo nhá. Vâng. Mình sẽ sang phần 2 nào. Part 2 là reading and writing. Ok. Rồi, đây là task 3. Rizzes, choose the words from the box. Write the correct word next to number 1 to number 5. That's one example. Bài này mình làm nhiều rồi đúng không con? Điền những từ ở dưới này. Đó. Những từ ở dưới này nhá, người ta cho cả hình lên này, cả cho cả nghĩa luôn đấy. Thì mình sẽ điền các từ ở dưới này vào trong các cái ô trống này, từ số 1 đến số 5 cho cô nhá. Nhá Minh Châu nhá. Ok rồi, bắt đầu làm đi con. Cô sẽ cho 10 phút này nhá. Để cho xem một tí. Khi nào xong và chắc chắn với đáp án của mình rồi thì bảo cô để cô chuyển sang bài tiếp theo nhé.
Con đã làm xong bài rồi. Ok, cô sẽ chuyển bài khác nhá. Bài tiếp theo nhá. Ok, bài 4 nào. Bài cuối cùng rồi, mình sẽ chuyển sang phần speaking. Biết làm được không? Bài này mình biết làm được không? Rồi, ok. Làm nhá, xong thì bảo cô nhá. No, they are crying. What is a man? No. There are sheep. Đáp rồi. Ok, rồi. Chắc chắn chưa nào? Chắc là đáp án rồi, cô sẽ chuyển sang phần speaking nhá. Ok. Rồi, nào, phần 3. Part 3 speaking. Đây sẽ là phần cuối cùng của mình nhá. Nào, task 5. Look at the pictures and answer the question. Number 1. What are these? Con nói với cô nhé. Con nói, đây là phần speaking. Con nói với cô nào. What are these? These are glasses. These are glasses. Good. Number 2 now. Do you wear glasses? Yes, I wear. Yes, I do, yeah. Yes, I do. Okay. And number 3, what color are your glasses? Black. Black. Okay, it's black. Good. And number 4, nào, con nhìn vào cái bức tranh này nhá. Okay, what is this? This is elephant. Elephant, this is elephant, okay. Do you like elephant? Yes, I do. Okay. And the last one, what is your favorite animals? My favorite animal is cat and dog. Okay. Your favorite animal is are cats and dogs. Okay. And tiếp nào, task 6. What can you see in the pictures? Point for me. 4 or 5 things. Con hãy chỉ cho cô 4 hoặc đến 5 đồ vật nhá. What can you see in the picture? Có nghĩa là bạn có thể nhìn thấy gì ở trong bức tranh này? Thì mình cho cô 5 đồ vật. Television. Bookcase. Door. Gì nữa không nào? Chair. Cô một số. Chair. Good. Window. Ties. Armchairs.
Lamp. Lamp. Đây cái gì đây? Mat. Mat. Picture. Picture. Door. Door. Mm-hmm. Flower. Flowers. Good. Được chưa? Được rồi đấy, rất nhiều thứ rồi đấy. Good. Rồi. Okay, skip. Okay. Đó, bài kiểm tra của mình thì có thế thôi nào. Thì con thấy bài kiểm tra hôm nay thế nào? Có khó không? Nào, okay, đã câu hỏi một tí nào. À, thế bài kiểm tra hôm nay Minh Châu thấy thế nào? Thấy vui. Vui hả? Ok. Thế phần khó nhất là phần nào con? Phần con thấy khó nhất là phần nào nào? Có câu nào mình chưa làm được không? Có. Ừ, được rồi, không sao nhá. Thế thì ok, không sao, được rồi. Buổi sau mình sẽ chữa lại cái bài đấy sau. Thì tí nữa Minh Châu sẽ nhờ mẹ sao đây chụp lại cái phần đáp án gửi qua cho cô nhá. Còn cái phần và buổi đầu buổi sau cô sẽ trả kết quả bài kiểm tra này và cô sẽ chữa bài cho con này. Và cô sẽ nhận xét nhá. Ok. Rồi, goodbye, see you soon. Goodbye, teacher. See you. Okay.